Quý vị đang theo dõi bản tin giá vàng và ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mở đầu là những thông tin cập nhật giá vàng thế giới. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 8 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, giao ngay giảm 11,05 đô la Mỹ ở mức 2.570,07 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận phiên giảm thứ 5 liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong 2 tháng. Theo các chuyên gia phân tích, vàng hiện chỉ chịu tác động của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu, điều này đang tạo ra sự sụt giảm trong ngắn hạn. Quay lại với thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch vừa qua, giá vàng miếng duy trì hướng đi ngang ở mức 83,5 triệu đồng trên một lượng bán ra và 80 triệu đồng trên một lượng mua vào. Cùng chiều, giá vàng nhẫn SJC 4 số 9 niêm yết ở mức 79 triệu đồng trên một lượng mua vào và 81,7 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 80,02 triệu đồng trên một lượng mua vào và 82,12 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 1,16 triệu đồng ở chiều mua và 1,06 triệu đồng ở chiều bán. Nếu như người mua vàng nhẫn ở đỉnh cuối tháng 10 với giá mua vào là 90 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 88 triệu đồng trên một lượng, trong tuần này, nhiều người đã lỗ hơn 7 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua và 8 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán. Dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang phần tin về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị, vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trên thị trường Mỹ, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,39%, đạt ở mức 106,87 điểm. Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 15 tháng 11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng 2 đồng, hiện ở mức 24.298 đồng. Dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Thanh Bình xin chào và hẹn gặp lại. Hành trình theo đuổi ước mơ cần nhiều nỗ lực và kiên trì. Tiếp năng lượng bứt phá thành number one. Xé nhãn trúng ngay giải nhất đến 500 triệu đồng cùng bạn chinh phục ước mơ.